thế nào? Thằng Khoa bị bắt, cháu biết rồi chứ? Dạ. Cháu cũng hiểu vì sao mà bác gọi cháu đến đây chứ? Dạ. Vì cháu là cháu của bác, chứ nếu không thì... Nhưng mà vụ này cháu với cả thằng Khoa cùng làm thì phải để hai thằng cùng chịu chứ ạ? Khí chất đấy. Nhưng mà này, giữ lấy đi, khí chất thì có mài ra mà ăn được đâu. Mà nó lại càng không giúp cháu tránh khỏi nhà tù. Cháu hiểu không? Nào, uống đi. Uống đi. Mà bác dặn nhá, lần này thì mình phải mở não ra, phải chọn chủ mà thờ, hiểu chưa? Nào, uống đi. Uống. Ông Tài nói anh đã đe dọa, vu khống và đòi ông ấy số tiền là 200 triệu đồng. Có đúng thế không? Không đúng ạ. Tôi không tống tiền ông ấy, mà tôi chỉ muốn ông ấy phải chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã gây ra. Là trách nhiệm gì? Về việc ông ấy vô trách nhiệm trong việc xử lý nước thải, khiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó có bạn thân của tôi. Cậu có bằng chứng không? Chuyện tống tiền là như nào? Có thật thế không? Bọn tôi đánh bài liều, định ép ông Tài đền bù cho thằng Viễn. Nhưng không ngờ lão ấy lại báo công an thì mới đau. Giời ạ, sao các anh lại làm như thế? Thế là vi phạm pháp luật rồi còn gì. Mà cái anh Khoa này, tôi đã dặn rồi, những cái việc tày đình như thế, các anh phải suy nghĩ kỹ trước khi làm chứ. Thằng Viễn đang ngàn cân treo sợi tóc, đợi đến lúc mà nghĩ được kỹ thì nó cũng tạch sử rồi. Thế anh không bị gọi lên điều tra à? Chắc chưa. Tôi sốt ruột quá. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chỉ còn cách duy nhất là làm sao để ông Tài rút đơn thôi. Mà bằng cách nào thì còn đang khó quá. Viễn mà biết, chắc là áy náy lắm. Ờ. Nhìn Viễn chị xót xa quá. Cảm giác y như hồi anh Toàn bị bệnh rồi mất. Chị cứ hy vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Bất lực mà không làm được gì cả. Thôi chị đừng nghĩ nhiều nữa. Ai cũng có số thôi mà. Có lẽ người ta nói đúng. Chị là người đàn bà sát chồng. Đàn ông nào dính phải chị, không sớm thì muộn cũng phải mất mạng. Chị này, chị để ý mấy lời đồn vớ vẩn đấy làm gì? Không. Thật đấy, một người thì có thể là vô tình, nhưng hai người thì chị phải nghĩ. Chị ân hận quá. Đáng lẽ chị không nên nhận lời Viễn. Nếu như chị tránh xa Viễn ra thì chắc là bệnh tình của Viễn đã khác. Chị đừng nghĩ như thế. Bây giờ người anh Viễn cần nhất là chị. Chị phải vững vàng lên để anh còn dựa vào chứ. Anh thế nào rồi? Có sợ không? Họ có làm khó anh không? Bố mẹ anh lo cho anh lắm đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy trời lạy Phật, con lạy ông bà ông vả, con lạy thánh thần bốn phương. Xin các ngài hãy phù hộ độ trì cho cháu Khoa nhà con được tai qua nạn khỏi. Mẹ khấn mãi như thế không thấy mệt à?
anh Khoa bị bắt chứ có phải là bị tai nạn đâu mà mẹ khấn như thế ạ? Mày im đi, tao đang lo rối cả ruột lên đây. Mày là em cái kiểu gì mà anh bị bắt cứ bình chân như vậy ấy? Tất cả là tại anh Khoa ấy chứ ạ. Đang yên đang lành tự nhiên đi tống tiền người ta. Bây giờ ở chợ A người ta đang kháo ẩm chuyện anh Khoa như cái kiểu. Làm con bây giờ chả dám nhìn mặt ai. Con ơi là con, sao mà nó ngu thế không biết. Ông ơi, tình hình thế nào rồi hả ông? Tôi lên tận công an huyện, người ta không cho gặp nó. Ôi trời ơi, hai ngày rồi còn gì. Chả biết thằng bé có được ăn uống cái gì không, có bị đánh không nữa ấy. Không thể ngồi yên thế này để chờ đợi được. Bố làm gì đấy ạ? Đi cứu anh mày. Ông ơi, để tôi đi với ông. Đáng nhiên đang lành mất cả đống tiền. Đúng là chả cái dạy nào như cái dạy nào. Thôi thì con dạy cái mang. Vợ chồng em chót sinh ra con, nhưng không dạy dỗ nơi đến chốn. Xấu hổ không để đâu cho hết bác ạ. Nói thật chứ chả biết cách nào để bác tha thứ cho cháu. Gia đình có ít tiền gọi là đền bù, mong bác nhận cho ạ. Cô chú biết tôi thiệt hại bao nhiêu mà đền bù. Em xin nói thật với bác, nhà em cũng chẳng dư giả gì. Có bao nhiêu của nà em đã gom cả vào đây, xin bác xem qua cho. Còn thiếu đâu bác cho em xin ghi giấy nợ, vợ chồng em xin được trả nợ dần ạ. Nếu bác tạo điều kiện cho gia đình em như thế thì chúng em vô cùng biết ơn bác ạ. Cô chú mang tiền về đi, nhà tôi đâu có thiếu tiền. Bác ơi, em cắn rơm cắn cỏ, em xin bác, xin bác tha cho thằng con dại của em. Cháu nó còn trẻ người non dạ, cô lớn mà chẳng có khôn. Bác từ bi, xin bác tha cho cháu. Còn đâu, vợ chồng em xin nhận tất ạ. Cô chú nói như thế khiến tôi khó nghĩ quá đấy. Cùng người làng với nhau, tôi đâu không muốn gây khó dễ làm gì. Dạ, mong bác nghĩ lại cho ạ. Vấn đề không phải là tiền, mà là danh dự. Danh dự, cô chú hiểu không? Cả cuộc đời này tôi đã công đức cho cái làng này bao nhiêu là tiền, vậy mà bây giờ để cho một thằng danh con ấy, nó vu khống cho tôi là tôi hạ độc, tôi giết hại dân làng này, thế chứ có đau không cơ chứ nhỉ? Thôi, cô chú mang tiền về đi, danh dự của tôi không tiền nào bù nổi đâu. Bác ơi, bác. Bà mua thêm hàng cho em đi. Cà rốt bán sao chị? 15.000 một cân ạ. Có bớt không ạ? Không bớt đâu, tươi ngon lắm. Bớt đi em lấy 2 cân. Ôi bà ơi, sáng ngày ra bà mua cho em nhá. Ơ, bà Hòa đấy à? Thế thằng Khoa dạo này thế nào rồi? Tôi nghe mà sốt hết cả ruột. Thế nó định tống tiền ông Tài thật đấy à? Mà sao nó lại làm như thế nhỉ? Thì chuyện này cũng chưa 3 năm rõ 10 mà. Rõ khổ cái nhà ông Tài, chả làm gì nó, cũng gây sự tống tiền. Đúng là người giàu cũng khóc. Ui giời, cái đám thanh niên ấy, bây giờ cái gì nó chả dám làm. Miễn là có tiền, bọn ấy á, cứ phải gô cổ vào trong tù thì mới tỉnh ra được. Này, công an người ta mới điều tra, chứ đã có kết luận đâu. Các bà rõ chưa? Không gây sự, công an người ta hỏi đến chắc. Có lửa mới có khói chứ. Đống khói nhà bà chả to đùng rồi đấy. Bà muốn sống lâu thì đừng có khẩu nghiệp. Chuyện nhà tôi chưa đến mặt các bà lo nhá.